Tiểu sử thầy Thích Giả Khang. Chắc hẳn có nhiều người vẫn chưa biết sư thầy Thích Giả Khang là ai. Hãy tìm hiểu về cuộc đời tu học và giảng pháp của sư thầy Thích Giả Khang qua bài chia sẻ dưới đây. Sơ lược về tiểu sử của sư thầy Thích Giả Khang. Hòa thượng Thích Giả Khang, thế danh Tô Văn Vinh, sinh năm 1941 tại tỉnh Bạc Liêu. Hòa thượng là con thứ 8 trong gia đình, thân sinh là cụ ông Tô Khanh và thân mẫu là cụ bà Trần Thị Vẹn. Hòa thượng tốt nghiệp tú tài và học cao đẳng sư phạm, khi ra trường đi dạy ở Cái Côn, Cần Thơ. Trong thời gian đi dạy học, Hòa thượng có nghiên cứu các tôn giáo, trong đó có Phật giáo. Cảm nhận lời Phật dạy qua câu: "Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành", Hòa thượng ngộ được lý bình đẳng của đạo Phật. Từ đó, sư thầy tiếp tục nghiên cứu sâu về giáo lý Phật giáo và đến tham vấn nhiều chư tăng về sự xuất gia cũng như giáo lý Phật Đà. Hòa thượng cảm nhận được lòng từ bi của chư Phật qua giáo lý ăn chay và sau đó sư thầy Thích Giả Khang phát tâm chay trường, thấm nhuần lời Phật dạy và lợi ích của sự xuất gia giải thoát. Đầu năm 1966, sư thầy Thích Giả Khang phát nguyện xuất gia tu học nương theo bổn sư là Đức Tri Sư Giác Như tại tỉnh Trà Ngọc Vân tại tỉnh Trà Vinh. Cùng năm đó, Hòa thượng thọ giới sa di tại tỉnh xã Ngọc Vân, Trà Vinh. Đến tháng 7 năm 1971, sư thầy Thích Giả Khang thọ giới cụ túc tỳ kheo tại tỉnh xã Ngọc Viên, tỉnh Vĩnh Long, rồi luân chuyển đến các tỉnh xã giáo đoàn một tu học để góp phần cùng chư tăng hoằng pháp độ sinh tại các trụ sở. Đầu năm 1975, Hòa thượng theo đoàn du tăng khất sĩ của Đức Nhị Tổ và chư tăng trong đoàn hành đạo tại tỉnh Cà Mau về tỉnh Bạc Liêu. Đến năm 1980, sư thầy theo đoàn hành đạo về huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Năm 1982, Hòa thượng về tỉnh xã Ngọc Vân, Trà Vinh tu học để phù tiếp với Đức Tri Sư bổn sư. Không chỉ tại địa phương mà tại các đạo tràng có nhu cầu tình pháp, Hòa thượng Thích Giả Khang đều đến để thuyết giảng chánh pháp như tỉnh xã Ngọc Trường, chùa Phước An, chùa Phước Thành, chùa Thanh Quang, các tỉnh xã ngoài tỉnh như tỉnh xã Ngọc Lợi, Bạc Liêu, tỉnh xã Ngọc Viên, tỉnh xã Vĩnh Long. Sau đó, đoàn hành hương đến Thái Lan để thăm viếng các chùa, đoàn dừng chân khoảng một tuần và có ý đi Miến Điện để chiêm bái các thánh tích. Tuy nhiên, thời gian sau, sức khỏe của Hòa thượng Giả Khang yếu dần, chư tăng và quý Phật tử tận tình chăm sóc, Hòa thượng cảm nhận rằng mình không còn tài thế lâu dài được nữa, nên ngài trình tâm nguyện lên Hòa thượng Giác Giới Trí Sư trưởng giáo đoàn một Liễu Tri để Hòa thượng tạo duyên tu học cho chư tăng và chư Phật tử đạo tràng tỉnh xã Ngọc Vân. Vào lúc 15 giờ ngày 30 tháng 3 năm Quý Tỵ, Hòa thượng thu thần thị tịch để lại vô vàn sự kính tiệc của chư tăng ni và tăng đoàn quý Phật tử gần xa. Các thời kỳ tu học và giảng pháp của sư thầy Thích Giả Khang. Thời kỳ đầu tu học. Năm 1966, ngài xuất gia theo hệ khất sĩ tại tỉnh xã Ngọc Vân, tỉnh Trà Vinh. Ngài có hai bổn sư là Nhị Tổ Giác Chánh và Đức Trì Sư Giác Như. Từ năm 1968 đến năm 1983, ngài theo Nhị Tổ Giác Chánh đi hành đạo khắp nơi ở miền Tây Nam Bộ. Sư thầy Thích Giả Khang học chân lý và hành trì trụ già lục thời theo giáo lý khất sự
của Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang. Trong thời gian này, Hòa Thượng thường xuyên nhập vào đỉnh Tam Thiền và tìm chỗ vắng vẻ nhập vào thiền đỉnh từ 7 đến 9 tiếng nghiền ngẫm thuần thục bộ chân lý. Nhưng trong quá trình tu học, Ngài thấy bế tắc về bát nhã, về con đường giải thoát và cảm thấy thất vọng vô cùng. Trong lúc chán nản, chợt nhìn trên kệ kinh thấy quyển Đường vào hiền sinh của Kitnamurti do Trúc Thiền dịch, Hòa Thượng đã đọc và ngộ được chân lý bát nhã. Kể từ đó, sư thầy Thích Giả Khang tìm đọc những quyển do Trúc Thiền hay cụ Mai Thọ truyền dịch, Duy Thức Học của giáo sư Thạc Đức, quyển Phật Học Tinh Hoa của Nguyễn Duy Cần. Đến năm 1983, do tình hình thời thế có sự thay đổi, Ngài trở về tỉnh xã Ngọc Vân. Đến năm 1985, Đức Trì Sự Giác Như Viên Tịch giao nhiệm vụ trụ trì lại cho Ngài. Tại đây, trong các buổi cùng hội, sư thầy giảng chuyên về chân lý và dạy tu thiền định đã thu hút rất đông chư Phật tử. Thời kỳ thứ hai, sau thời gian giảng dạy, Hòa Thượng Thích Giả Khang lâm trọng bệnh. Sau những ngày mê man, khi tỉnh dậy, Ngài suy nghĩ: trong thời buổi này tu pháp môn thiền tông khó mà đắc thành quả. Chính vì vậy, Hòa Thượng nghĩ rằng pháp môn tịnh độ nếu hành đúng sẽ được vãng sanh về thế giới Cực Lạc, thì một đời sẽ thành Phật. Lúc đó, Ngài nhờ Phật tử thỉnh quyển kinh A-di-đà của Tri Húc Đại Sư. Ngài đọc được câu "có thiền có tình như cọp mọc thêm sừng" của Đại sư Vĩnh Minh, và từ đó quyết định thiền tình song tu. Hòa Thượng Thích Giả Khang bắt đầu nghiên cứu các kinh sách về Tịnh Độ Tông như pháp môn tịnh độ của Hòa Thượng Thích Trí Thủ, niệm Phật tập yếu của Ngài Thiền Tâm, Lá Thư Tịnh Độ của Ngài Quang Đại Sư, Lá Sư Tịnh Độ của Ngài Ấn Quang Đại Sư. Sau đó, sư thầy giảng dạy Thiền Tông phối hợp với Tịnh Độ Tông cho Phật tử. Trong các bài giảng dạy, Ngài đặt ra 6 câu hỏi về pháp môn tịnh độ. Phật tử từng bước trả lời các câu hỏi đó. Nhưng sau này, khi nhiều chùa thỉnh Ngài giảng trong các ngày Phật thất, Ngài đã thêm một câu hỏi nữa, đến nay là 7 câu hỏi về pháp môn tịnh độ. Thời kỳ thứ 3, qua kinh Trung Bộ, Hòa Thượng Thích Giả Khang đọc được bài kinh 66, thấy Đức Phật giảng thực tế đi vào trong cuộc sống. Sau khi Đức Phật giảng xong, có 60 vị tỳ kheo đắc quả A-la-hán. Từ đây, mỗi ngày sư thầy phối hợp duy thức giảng bài kinh 66. Tuy nhiên, Ngài thấy lối giảng này chưa được sáng tỏ. Ngài tiếp tục tìm chỗ ẩn tu để suy ngẫm vào chiều sâu. Ngài tìm đến sư thức đang tu tình ở tỉnh Sa Đéc. Đây là vị sư được nhị tổ quan tâm, cũng là vị sư mà Ngài thường hay nhắc đến trong lúc giảng pháp. Trong thời gian tình tu, Hòa Thượng đặt thêm 4 câu hỏi nữa, tổng cộng là 10 câu hỏi của bài kinh 66. Ngài rất tấp đắc đoàn kinh Đức Phật chỉ dạy Ngài A Nan nhận lại bát nhã qua 6 căn ngay trong lúc đánh chuông. Bên cạnh đó, Ngài nghiên cứu kinh Thủ Lăng Nghiêm do bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thảm dịch. Sau khi kết thúc khóa giảng lần hai, Ngài thấy chưa vừa ý nên đã đi tình tu tại Đà Lạt, do Phật tử tình giới Cất Cái Cốc giới Tung Lũng xa thành phố cho Ngài. Trong thời gian này, Hòa Thượng thường đi vào rừng sâu suối thạc để nương cảnh tạo tâm. Năm 2007, Phật tử thỉnh Ngài giảng bài kinh 66 lần 3. Ngài giảng bài kinh 66 phối hợp giữa kinh Nguyên Thủy, Đại Thừa, Tiểu Thừa.
ngài chọn Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Duy Thức, Bộ Sách của cụ Nghiêm Xuân Hồng và Pháp Môn Tịnh Độ lồng vào bài giảng Kinh 66. Lần này ngài giảng đi vào chiều sâu của Bát Nhã, ứng dụng ngay trong thực tế cuộc sống. Thời kỳ thứ tư, trong giai đoạn này, sức khỏe của Hòa Thượng Thích Giác Khang giảm sút, ngài định an trí và thường nói cho một ít Phật tử thuần thành là ngài chọn Sư Minh Hiệp kế thừa ngài. Sau khi ngài viên tịch, Sư Minh Hiệp hướng dẫn tăng dụng. Tiếp đó, ngài gọi vài Phật tử kết tập lại bài giảng của ngài qua 5 chuyên đề. Muốn vãng sanh về sự cực lạc của Phật A-di-đà có mấy điều kiện: nhận thức về tái sanh, chứng ngộ vãng sanh, khổ đế về nhân sinh quan, khổ đế về vũ trụ quan, nhân quả và nghiệp. Các chuyên đề này được ngài giám sát chặt chẽ, lối hành văn có diễn đạt sáng tỏ giữa tư tưởng và bát nhã hay không, có rơi vào ngủ ấm ma hay không. Bên cạnh đó, lo về thân để Phật tử tu thiền định dễ dàng, đồng thời giúp đỡ người nghèo khó, ngài lập ra quán cơm gạo lứt từ thiện. Thêm vào đó, lo về tâm, ngài lập ban hộ niệm giúp đỡ người sắp lâm chung được vãng sanh về thế giới cực lạc. Kết quả được nhiều người vãng sanh lưu lại xả lời. Năm 2012, Phật tử thỉnh ngài giảng bài Kinh 66 lần 4. Đợt giảng này rất đông Phật tử mới. Trong những buổi giảng đầu tiên, ngài đưa ra 3 câu chuyện: Tổ Bồ Đề Đạt Ma và Vua Lương Võ Đế, Sư Uyên Giác và Lục Tổ Huệ Năng, 7 trạm xe để trắc nghiệm lại tình độ Phật Pháp của Phật tử. Ngài thường khuyên Phật tử nên tổ chức đi đến sông lớn, biển ba đồng ngồi thiền định để thấy được cảnh mông lung bao la mà soi rọi lại tâm của mình. Sau khi trắc nghiệm xong, ngài thấy cần phải quay trở lại giảng bài học vỡ lòng, đó là bốn đường ác và người trời dục giới, cho đến lúc ngài đi Ấn Độ. Năm 2013, vào tiết tháng 3 nắng nóng kéo dài, thầy định đi tình tu ở Đà Lạt, thế nhưng có những Phật tử lại tỉnh thầy đi chiêm bái thành tích của Đức Phật tại Ấn Độ. Khi trở về, thầy bắt đầu lâm trọng bệnh. Trong 5 ngày cuối đời, thân bệnh của thầy diễn biến từng bước y như thầy thường giảng pháp qua 3 thân đưa đến cảm giác. Tư tưởng như thế nào, thầy Thích Giác Khang khi đó có cho mời Hòa Thượng Giác Giới là trì sự của Khất Trì Giáo Đoàn 1 đến để thầy trình bày rõ nguyện vọng đó là giáo trụ trì lại cho Sư Minh Hiệp sau khi thầy viên tịch. Trong thời gian này, các chư tiên mời thầy giảng pháp lần cuối. Lúc này thầy mở mắt ra, chúng Phật tử chăm sóc thầy hỏi rằng: hồi nãy sư nói gì mà chúng con nghe sư giảng bài Kinh 66 rất rõ? Thầy nói rằng thầy đang giảng kinh ở cõi trời, ở cõi sắc. Thì khi đó chúng Phật tử đòi đi theo thầy nghe giảng pháp ở cõi trời sắc giới. Thầy nói rằng mấy ông làm sao nhập định được mà đòi đi theo. Đến tối ngày 29 và qua ngày 30 tháng 3 âm lịch, thầy bắt đầu đi vào cõi mông lung. Do đó các máy không đo được mạch và áp huyệt của thầy, thế nhưng thầy vẫn còn rất là tỉnh táo. Sáng ngày 30 tháng 3, bác sĩ Tùng đến chăm sóc cho thầy rồi nói: bây giờ tùy sư, sư muốn chết thì chết, sư muốn sống thì sống, chứ mạch và áp huyệt như thế này thì người thường đã chết từ lâu rồi. Thầy cười và nói rằng: cảm ơn bác sĩ, làm phiền bác sĩ quá. Không sao đâu. Gần đến 3 giờ chiều, thầy dặn dò chúng tăng ni và Phật tử đối điều rồi căn dặn tổ chức tăng sự cho thầy phải thật giản đơn để không hoang phí tiền bạc. Thầy viên tịch vào lúc 15 giờ 30 phút chiều ngày 30 tháng 3 năm
2013. Hòa thượng Thích Trà Khang Viên Tịch đã để lại nhiều ấn chứng như bắt đầu châm ngọn lửa hỏa táng, hào quang rực rỡ tỏa sáng bao quanh kim quan, tỏa sáng trên tháp hỏa và hào quang tỏa sáng cả bầu trời. Ngoài ra, thân xác của thầy khi hỏa táng xong còn để lại vô số xá lợi đủ màu sắc. Hòa thượng Giác Khang là một bậc tôn túc chân sư đạo hành trong hệ phái Khất Sĩ. Ngài đem cả cuộc đời phụng sự và hiến dâng cho đạo pháp. Đời ngài là một tấm gương sáng mẫu mực về hành thiết thực, xả ly vô trụ và hướng đến đời sống đạo hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.